Các bạn là xem cái thị, anh Cường anh đang đứng ở đây xem cái thị. Thấy anh đẹp chưa anh? Có, nó trong này. Anh đây. Anh xem của ai. Chọn anh của Tuấn này được mất 100.000 người chưa? Cũng được đấy anh ạ. Anh lựa được cái nào chưa? Ưng mắt cái nào chưa? Cái này chơi chưa? Sót à? Anh có thấy sót à? Chào chú nhá. À chú. À, các bạn quay sang đây chút. Vậy. Cây vẫn tiếp tục được di chuyển vào khu trưng bày các bạn ạ. Các chú vẫn đưa cây vào. Cây này cũng... Một tác phẩm rất là quen thuộc đúng không các bạn? Chân bể rất già các bạn. Đây, một tác phẩm ruối cũng rất già. Tác phẩm tiếp theo là cái này của Bonsai Channel đấy ạ. Cái này một cây mộc hương. Cái này là với vanh 35, cao 60, tàn ngang khoảng 1 mét. Cây nằm trên một cái chậu. Thank you.
Vị trí mà hôm nay cây thị được nằm ở đây, thân mịn tít, tác phẩm mình tâm đắc. Đấy, chú Hương Sắc Độ Sinh đang có mặt ở đây để cung cấp thông tin cho các bạn để đam mê cây. Dạ vâng ạ. Có gì anh góp ý thêm? Quá đẹp. Thế có quả chưa? Có rồi đấy ạ. Mình mang toàn cây nhỏ, mang được 6 cây này. Vâng. Đó, chậu là hơi lớn đấy. Vâng. Coi như nó là cây ăn quả, nó dưỡng chất. Cái chân của nó rộng bên này, chân của nó nổi hết lên chứ. Nó nằm, nó đây là cái chậu cũ này, mép chậu cũ mới thay ra này hả? Vâng, mới thay này. Có nghĩ anh có nghĩ là mình trồng cái chậu đẹp nó vừa vào tâm này rồi. Vâng. Sâu đi một tí thì nó cũng đấy, thì em đang bảo nghĩ và cho nó mỏng mỏng hơn. Đúng rồi đấy ạ. Báo nó đỏ cũng cho quay rồi. Đây rồi.
Thank you.